năm nào cũng thấy các bạn nhớ khai mạc vào những ngày tập đoàn nhỉ? Không ạ. Năm nay là năm thứ hai của cô, đến đây các con khác rất là nhiều so với năm ngoái. Các bạn đã gửi cái lời chúc sinh nhật đến bạn toàn hay hơn rất là nhiều, rõ ràng là rất là nhiều. Đặc biệt là bạn nào cũng mong bạn toàn cao lên. Đúng. Nhưng mà bạn thì đủ. Cô rất là cảm ơn các bạn trong lớp 32. Và cô chúc tất cả các con ngày nào cũng sẽ là một ngày sinh nhật của bất kỳ một bạn nào đó, để chúng ta luôn luôn có niềm vui, chúng ta luôn luôn có cơ hội để có thể nhớ về và biết ơn những người đã giúp đỡ chúng ta. Hôm nay thì thay mặt gia đình như là mẹ và chị Toàn thì cô thực sự được xin cảm ơn các con, cảm ơn cô Nhã, người mà tiếp nhận lớp của mình và truyền cảm hứng cho tất cả các con ở đây. Các con có yêu cô Nhã không nhỉ? Có. Tình yêu đấy một cách nào nhỉ? Mình sẽ cảm ơn cô Nhã cho cô được không? Người đã chăm lo cho tất cả chúng ta từng miếng ăn này, từng giấc ngủ này. Các bạn có thấy giống mẹ của mình ở nhà không nhỉ? Có. Vừa là chung vui với lớp mình, vừa là sinh nhật với cả bạn.